xuyên quan trọng. Mỗi đảng viên phải là một hạt nhân nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phản ánh của Hương Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Tây Nguyên. Trong không khí trang nghiêm tại nhà văn hóa cộng đồng Buôn Dèo, xã Bông Cờ Rang, R225, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hờ Mến Tết dõng dạc hô to lời tuyên thệ trong lễ kết nạp đảng viên mới. Tuyên ngôn 200 ngày đêm đoàn kết đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhiệm vụ được giao phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Xin đề, xin đề, xin đề. Hờ Mến Tết sinh năm 1996, dân tộc Mờ Nông, chia sẻ. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu từ quần chúng ưu tú, nay đã trở thành đảng viên thứ 9 của chi bộ Buôn Dèo. Thấy rất là vinh dự khi mình được trở thành một người của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, mình sẽ tích cực hơn trong các cái phong trào của thôn buôn. Phát triển đảng viên mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là điều không dễ dàng, nhất là với những xã đặc biệt khó khăn của huyện Lắc. Nhưng với quyết tâm xây dựng phát triển chi bộ vững mạnh, mỗi tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch để ra nghị quyết về chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm. Cùng với đó, các đảng viên trong từng chi bộ tích cực gương mẫu đi đầu, biến thách thức thành cơ hội trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Igus Rus, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giang Tào, huyện Lắc cho biết. Thuận lợi ở đây là người địa phương, xã Giang Tào là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn mà chiếm 95% là người dân tộc thiểu số. Thì mình hiểu được cái phong tục tập quán nơi đây, đặc biệt là trong cái ngôn ngữ nói. Bắt đầu yêu một đèn nhỏ xinh này chia sẻ với bà con. Rồi mình cũng là người ở nơi đây thì mình biết được nếp sống của người dân. Trên cơ sở sự hiểu biết đó, mình vừa áp dụng chủ trương đường lối của Đảng. Mình dễ tuyên truyền để người dân hiểu, người dân...